Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ đoạn triệt hạ nhau, Nguyễn Đức Chung phải nộp mình ra sao. Vụ án chiếm dụng tài liệu bí mật nhà nước của ông Nguyễn Đức Chung đang bị báo chí xoáy vào nội dung này khá mạnh mẽ. Điều đó cho thấy bên phía cơ quan cảnh sát điều tra muốn buộc tội ông Nguyễn Đức Chung theo hướng tội danh này. Theo cơ quan an ninh điều tra xác định thì ông cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần nhận tài liệu mật và tài liệu vụ án Nhật Cường với cách thức tinh vi. Ai cũng biết, ông Nguyễn Đức Chung xuất thân từ ngành công an. Nếu ông điều tra tội phạm mà lưu giữ tài liệu đảm bảo bí mật như thế, thì chắc chắn khi quyết định đánh cắp tài liệu, ông ta cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc bảo mật như những gì ông từng học. Nhưng với cách đưa tin mật của ông Nguyễn Đức Chung có vẻ như không mật chút nào. Vấn đề sao chép tài liệu rồi chuyển qua Viber là một điều không an toàn, không biết ông Nguyễn Đức Chung có biết điều này hay không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung. Và ông Nguyễn Đức Chung phải hiểu rằng dù cho có ăn cắp tài liệu, nhưng ông cũng phải biết về nguyên tắc bảo mật, thì ông mới giữ an toàn cho mình và cho người cộng tác. Và kết quả là ông đã bị lộ và lại thêm tội chồng tội. Trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, ông Chung và vợ được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định là người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Do muốn nắm bắt thu thập thông tin liên quan vợ chồng mình, ông Chung thông qua một người để làm quen với Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an, người đang tham gia điều tra vụ án Nhật Cường. Cơ quan an ninh điều tra đã nêu trong kết luận điều tra đưa ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2019, ông Chung đặt vấn đề và được ông Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra. Tháng 8 năm 2019, bị can Dũng đã hai lần dùng điện thoại chụp trộm photocopy 4 tài liệu của cơ quan. Vào tháng 9 năm 2019, Dũng photocopy một tài liệu khác ở cơ quan. Lần thứ tư vào tháng 6 năm 2020, chụp trộm 3 tài liệu với 26 trang tương ứng với 26 file ảnh chụp. Lần thứ năm vào cuối tháng 2 năm 2020, đầu tháng 3 năm 2020, Dũng đã lấy một tài liệu của Cục Cảnh sát Kinh tế. Đây là hình ảnh Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng. Dũng cung cấp tài liệu cho ông Chung thông qua 3 phương thức: sử dụng ứng dụng phần mềm Viber trên điện thoại di động để trao đổi, cung cấp thông tin; chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua Viber và thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy. Không biết ông Nguyễn Đức Chung nghĩ sao khi dùng phần mềm Viber để chuyển tài liệu như vậy? Và tại sao lại dùng Viber không xóa đi mà để cơ quan an ninh khôi phục và rồi lại bị tội chồng thêm tội? Đấy là những câu hỏi đặt ra cho thấy ông Nguyễn Đức Chung hoặc kém nghiệp vụ hoặc mù mờ về công nghệ nên mới để xảy ra trường hợp bị bại lộ như thế. Và làm như vậy không khác gì tự chỉ điểm cho người ta tóm lấy mình và lấy ông tôi ở bụi này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, thì trong 12 tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường được Dũng chuyển, có 6 tài liệu thuộc độ mật. Thực ra, để kết tội thì cơ quan cảnh sát điều tra phải có bằng chứng về quá trình chuyển giao. Họ đã tịch thu điện thoại của ông Nguyễn Đức Chung và điện thoại của Phạm Quang Dũng và khôi phục tài liệu. Điều được cười là sự chuyển giao tài liệu qua đường Viber vẫn được các bên lưu cho đến khi bị bắt, mà tất cả những người này cũng đã từng và đang công tác trong ngành công an điều tra. Một lỗi sơ đẳng mà bị mắc phải nhưng cơ quan điều tra gọi là tinh vi thì thật là khó hiểu. Và liệu điều này có đúng như vậy hay không? Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là ông Nguyễn Đức Chung đã bao nhiêu lần nhận tài liệu? Lần thứ nhất vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, theo đề nghị của ông Chung, Dũng bắt taxi từ nhà trên đường Nguyễn Xiển đến nhà ông Chung tại phố Trung Liệt để trao đổi về vụ án. Về nhà, Dũng in tài liệu từ máy tính cá nhân ra giấy. Ông Chung đã cử tài xế riêng Nguyễn Hoàng Trung đến nhận để mang về. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2019, Dũng liên hệ với ông Chung để cung cấp 3 tài liệu mật. Những tài liệu này được đóng vào một phong bì màu trắng khổ A4 dán kín. Tối cùng ngày, ông Chung chỉ đạo Chung tới nhà ông Dũng để lấy. Lần cuối cùng là vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Dũng sử dụng dịch vụ Viber đã chuyển cho ông Chung 3 tài liệu mật. Chủ tịch Hà Nội chuyển lại cho Chung và yêu cầu in ra giấy. Chung không in ra giấy ngay mà lại chuyển tiếp cho Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng, thư ký, biên tập, văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhờ in giúp để chuyển lại cho sếp. Đây là hình ảnh khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung. Nhà chức trách cho biết, sau khi chuyển 26 file tài liệu qua ứng dụng Viber, Chung đã xóa. Riêng bị can
anh Ngọc sao chép và lưu giữ trên máy tính tại phòng làm việc và thẻ nhớ USB. Khám tại nơi làm việc của bị can anh Ngọc, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ được số tài liệu này. Ngoài các lần chuyển tài liệu trên, cơ quan an ninh điều tra cũng xác định Dũng nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án Nhật Cường cho ông Trung thông qua điện thoại di động, qua Viber và gặp trực tiếp. Tuy nhiên, kết quả điều tra không có đủ căn cứ và xác định thông tin tài liệu cụ thể Dũng đã cung cấp, nên cơ quan an ninh điều tra không có cơ sở kết luận về các lần trao đổi, chuyển giao tài liệu này. Ông Trung bị xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu, ba bị can còn lại đồng phạm giúp sức. Cả bốn bị cáo từng là công tác trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, am hiểu pháp luật và các nghiệp vụ về đấu tranh phòng chống tội phạm, nên có thủ đoạn hết sức tinh vi, lợi dụng công nghệ để xóa dấu vết, che giấu. Ông cùng Dũng bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Hai người còn lại bị truy tố theo khoản 1 điều 337, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được khởi tố giữa tháng 7, nửa tháng sau khi bị đình chỉ cương vị Chủ tịch Hà Nội vào ngày 28 tháng 8, ông Trung đã vướng vào lao lý. Ngoài vụ án này, ông Trung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến hai vụ án khác xảy ra tại công ty Nhật Cường. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Và cũng có dấu hiệu bênh vực ông Nguyễn Đức Trung trong cơ quan điều tra. Theo báo chí nhà nước loan tin, thì cơ quan điều tra cho biết quá trình điều tra, ông Trung đã thừa nhận khai báo rõ hành vi phạm tội của bản thân. Trong thời gian công tác nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, đặc biệt được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ông cũng có tiền sử bệnh ung thư, do đó cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình truy tố xét xử. Cũng trước đây, ông Nguyễn Đức Trung báo rằng ông có bệnh ung thư và xin được tại ngoại nhưng không được chấp nhận, thì nay bệnh ung thư của ông Trung được xem xét cho tình tiết giảm nhẹ. Nói tóm lại là cơ quan điều tra lúc thì thừa nhận, lúc thì không thừa nhận bệnh của ông Trung. Tại Việt Nam, đấu đá nội bộ, việc quan trọng nhất là hạ được đối thủ để thu hồi ghế, còn việc kết tội chẳng qua chỉ là hình thức. Theo báo chí đưa tin, ông Nguyễn Đức Trung bị đề nghị mức hình phạt khoảng 10-15 năm tù, nhưng với quá nhiều tình tiết được châm trước như bệnh ung thư, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, v.v., thì có thể nói án cho Nguyễn Đức Trung dự đoán sẽ không cao. Đây là hình ảnh báo chí trong nước đưa tin về trường hợp giảm nhẹ án cho ông Nguyễn Đức Trung. Có giảm án cho những thuộc hạ của Nguyễn Đức Trung hay không, câu hỏi cũng được đặt ra. Đối với hành vi của Phạm Quang Dũng, nguyên cán bộ phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, kết luận điều tra nêu rõ là cán bộ thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát kinh tế được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án công ty Nhật Cường. Trong quá trình này đã chiếm đoạt các tài liệu của Cục Cảnh sát kinh tế, tức là tài liệu công ty Nhật Cường. Trong đó có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, 3 lần cung cấp tài liệu cho bị can Nguyễn Đức Trung, trong đó có 2 lần cung cấp 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật. Phạm Quang Dũng cũng đã phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, bị can Dũng đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi tội phạm của bản thân cũng như người liên quan. Đặc biệt, trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Dũng đã tự thú. Đây là hình ảnh các đồng phạm với ông Nguyễn Đức Trung. Cũng theo cách nói trịnh thượng quen thuộc của công an điều tra, thì những tình tiết giảm nhẹ được liệt ra như gia đình bị can có công với cách mạng, bản thân bị can là người có thành tích xuất sắc trong công tác v.v. và khi đó họ đề nghị mức án thấp cho những bị can này. Với Nguyễn Hoàng Trung đã một lần nhận 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật từ bị can Nguyễn Đức Trung và chuyển tiếp cho bị can Nguyễn Anh Ngọc để ông Ngọc in ra giấy đưa lại cho mình chuyển cho bị can Nguyễn Đức Trung vào ngày 10 tháng 6 năm 2020. Cùng bị can Nguyễn Anh Ngọc chỉnh sửa cắt phần chữ ký trang cuối tài liệu bí mật nhà nước độ mật nêu trên vào ngày 25 tháng 6 năm 2020. Do đó, hành vi của bị can Trung đã phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại khoản 1 điều 337 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, bị can Trung đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng lại đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự trong quá trình truy tố và xét xử. Còn với Nguyễn Anh Ngọc, kết luận điều tra nêu rõ, bị can đã một lần nhận 3 tài liệu thông qua ứng dụng Viber là tài liệu thuộc danh mục bí mật mật của nhà nước
từ bị can Nguyễn Hoàng Trung để in ra giấy, đưa lại cho bị can Trung chuyển cho bị can Nguyễn Đức Trung. Cùng bị can Nguyễn Hoàng Trung chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối tài liệu bí mật nhà nước với độ mật nêu trên vào ngày 25 tháng 6 năm 2020. Hành vi của bị can Ngọc đã phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại khoản 1 điều 337 của luật hình sự. Bị can Ngọc thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, bản thân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Do đó, bị can được đề nghị xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm S, điểm V, điều 51 Bộ Luật Hình Sự. Và qua diễn biến vụ án, thấy rất rõ rằng trò chơi đã hạ bàn, mục đích là loại Nguyễn Đức Trung ra khỏi ghế. Phần còn lại xét xử Nguyễn Đức Trung và đồng phạm chỉ là hình thức, cho nên mới áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ đến như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2020 với bản tin Thủ đoạn triệt hạ lẫn nhau, Nguyễn Đức Trung phải nộp mình ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.